giải đấu chúng ta chỉ còn một vòng nữa thôi. Đắc Cừ rất khó có thể trở lại được. Nguy hiểm vào. Đó là cú sút của Tấn Phát. Cầu thủ có cái chân trái rất tuyệt vời, đó là Lương Tấn Phát đã có cú sút tốt để ghi bàn mở tỷ số cho Thái Sơn Bắc. Nhưng trong tình huống này thì các thủ Saco đã đá bóng bắt vào các thủ bên phía Thái Sơn Bắc và đi đổi hướng để mà mở tỷ số của trận đấu. 1-0 cho Saco. Lâm Tân Phát, cầu thủ lúc này đang đẩy đường lên rất cao. Vẫn còn Thái Huy sút vào. Thái Huy có động tác che người và xoay người 180 độ để kết thúc tuyệt vời và ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các thủ Saco. Lương Thái Huy cực kỳ chuẩn xác. Và đó là cú đá không thể chê vào đâu được của Thái Huy. Là số điện thoại 610 thì có bình luận là anh Huy sút quá hay quá. Thêm một cú đá nữa, nguy hiểm. Vào không? Vào. Lại là Thái Huy, và Thái Huy đã chơi quá hay ở trong phút vừa qua, chỉ trong vòng 1 phút thôi. Và đúng là chỉ trong vòng 1 phút thôi. Thì phút thứ 11 cho đến phút thứ 12 thì Thái Huy đã ghi bàn thắng thứ hai cho mình để mà nâng tỷ số lên 3-0 cho các Đình Văn. Tình huống đập nhà rất hay của các thủ Thái Sơn Bắc, nhưng họ lại để bóng vào trận đối phương, nguy hiểm quá vào, để mất bóng chết người, và Lâm Tân Phát lại là người ghi bàn. Như vậy là Lâm Tân Phát cũng là người đã có được cú đúp bàn thắng ở trong trận đấu quan trọng này ở phút thứ 15 của hiệp 2. Thì Lâm Tân Phát đã nâng tỷ số lên 4-0 cho Saco.